video sở boy, thích thì xem, không thích đợi lúc nào thích thì xem, còn đã xem thì nhớ like share ủng hộ nhé. Xin chào anh em, tôi đã quay trở lại rồi đây. Chào mừng anh em đã đến với 2D Talk Anime. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục mang đến một video về bộ truyện Kumo Desu ga Nanika, hay có tên tiếng Việt là Tôi là nhện đấy thì sao nào. Trước khi vào video, tôi xin giới thiệu sương sương về thanh niên tính đã nóng mà võ công lại còn cao của bộ truyện Tôi là nhện đấy thì sao nào, để cho anh em dễ hình dung đầu đuôi ngô khoa như thế nào nhé. Anh chàng này tên là Brad, hay được tôi gọi với cái tên dân dã là anh Quạo. Trước đây anh Quạo có tên là Sasajima Kiyuya. Sau một tai nạn, cậu đã được tái sinh vào năm 840 trong hình dạng một yêu tinh tên là Raju Raju tại ngôi làng của yêu tinh lùn ở góc của dãy núi Mystic ngăn cách giữa đế quốc Resan và vương quốc quỷ. Một ngày nọ, khi đang chuẩn bị bữa tối cho ngôi làng với cha, cậu vô tình phát hiện ra bản thân có kỹ năng chế tạo vũ khí. Vì kỹ năng cực kỳ hiếm có này nên những già làng đã giao cho anh Quạo trọng trách to lớn là tạo ra vũ khí. Nhờ có cậu mà ngôi làng đã trở nên rất thịnh vượng, vì trước đây dân làng yêu tinh lùn chỉ canh tác, săn bắt các công cụ thủ công, nhưng từ ngày anh Quạo cung cấp cho họ những công cụ sắc bén để tăng gia sản xuất nông nghiệp và vũ khí mới để săn bắn, thì cuộc sống của dân làng đã tốt lên trông thấy rõ. Nửa năm tiếp theo trôi qua khá là bình thường êm ả, thế nhưng anh trai của Quạo là Raja Raja đã tiến hóa thành một Hobgoblin, tức là dạng của Quạo tiến hóa lên 2 lần. Thời điểm ấy cũng là lúc Quạo mất đi đứa em đầu tiên của mình sau một vụ sảy thai, và Raja Raja đã an ủi cậu, giúp cậu sớm vượt qua cơn trầm cảm. Sau đó, mẹ của cậu lại hạ sinh một đứa con gái. Kể từ ấy, Quạo có được một người em gái mà cậu thề sẽ bảo vệ. Cùng lúc đó, anh trai của cậu đã trở thành chiến binh hàng đầu của làng, một hai Goblin, tức là Hobgoblin tiến hóa thêm một lần nữa. Một ngày nọ, cậu nhận được kỹ năng đặt tên. Đó là kỹ năng cho phép cậu tăng chỉ số cho các vật phẩm và sinh vật sống khác mà cậu đặt tên. Thế nhưng, yên bình chẳng được bao lâu, hoạt động của làng yêu tinh và vũ khí cực tốt của họ đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương, ngôi làng đã bị tấn công. Quạo và anh trai bị bắt, sau đó thủ lĩnh đồng thời là một kẻ có kỹ năng điều khiển quái vật, được gọi là Bui Remus, đã sử dụng khả năng điều khiển quái vật và buộc cậu phải giết và ăn thịt em gái của mình. Nhờ sự kiện khốc liệt ấy, Quạo đã học được hai danh hiệu kẻ giết đồng loại và kẻ ăn thịt đồng loại, cùng với cấm kỵ level 2, phẫn nộ level 2 và dị giáo level 1. Sau đó cậu biến thành nô lệ để tiếp tục chế tạo vũ khí theo ý muốn của Bui Remus. Tuy bị điều khiển nhưng anh Quạo vẫn bí mật rèn luyện các chỉ số của mình để chuẩn bị cho cơ hội thoát khỏi Bui Remus. Cuối cùng, khi kỹ năng chế tạo vũ khí đạt đến cấp độ 10 và phát triển thành chế tạo vũ khí kỳ diệu. Kỹ năng này cho phép cậu thêm hiệu ứng trên vũ khí mà cậu tạo ra. Để tối đa khả năng chế tạo vũ khí, Bui Remus ra lệnh cho cậu tiến hóa thành dạng thầy bùa của yêu tinh lùn để có lượng MP lớn hơn. Rất lâu sau đó, Quạo đã học được ngôn ngữ của con người và lấy thông tin bằng cách nghe trộm con người. Trong thời gian bị giam cầm, Quạo cuối cùng cũng đạt đến điểm đột phá. Trong nhiều năm, cậu giữ vững sự tức giận và căm thù của mình đối với Bui Remus, liên tục tăng cấp độ của kỹ năng phẫn nộ của mình cho đến khi cuối cùng nó đạt đến cấp độ thịnh nộ 9. Tuy nhiên, một sự kiện đẩy cậu đến bờ vực của tuyệt vọng, đó là khi phát hiện ra rằng anh trai của mình Raja Raja đã tàn sát yêu tinh ở các làng khác và lấy bùa hoa của chúng. Raja Raja đã phản bội lũ yêu tinh và cười một cách vô liêm sỉ bên cạnh Bui Remus. Nhờ đó mà Quạo đã thức tỉnh phẫn nộ cấp chủ và thoát khỏi sự kiểm soát của Bui Remus. Cậu giết tất cả mọi người, bắt đầu bằng việc giết chính anh trai của mình và kết thúc là Bui Remus, kẻ sát nhân đã chế ngự cậu suốt khoảng thời gian trước đây. Sau đó cậu đã sử dụng kỹ năng đặt tên để đổi thành Brat và tiến hóa thành tràn tình, là dạng ngang với Hobgoblin nhưng đi một nhánh tiến hóa khác, từ bỏ niềm kiêu hãnh là yêu tinh. Những ngày tiếp theo, Brat lạc trôi khắp nơi với cơn thịnh nộ và bắt đầu gây thù chuốc oán tại bất cứ nơi đâu mà cậu đến. May mắn thay, Shiraori và những người bạn đồng hành của cô đã cứu cậu và cho cậu tham gia vào đội của họ, cuối cùng lên đến chức tư lệnh quân đoàn quỷ thứ 8. Và thế là đã xong cho phần giới thiệu sương sương về hành trình của Rat cho anh em rồi nhé. Bây giờ tôi sẽ đi vào phần chính của video này. Đầu tiên tôi sẽ nói về ngoại hình của cậu. Trong hình dạng Oni, Rat được cho là có khuôn mặt rất giống với bản thể trước khi chuyển sinh của mình. Cậu ta có đôi mắt đỏ, tóc nhiều lớp màu bạc và xanh lá cây đậm. Tuy mang danh là Oni nhưng nhìn cậu ta trông rất giống người, chỉ khác là có cặp sừng nhô ra khỏi trán như thằng bạn tôi khi vừa biết tin người yêu cũ vừa chia tay đã công khai người yêu mới. Rat cũng cao hơn một người bình thường, cậu mặc một bộ trang phục theo phong cách quân đội Nhật Bản do Shiraori làm. Tổng thể thì Rat khá là có nhan sắc so với mặt bằng chung. Cái này là theo quan điểm khách quan của tôi thôi nhá, ông nào có mê thần khác thì cũng cứ việc, còn với tôi thì Rat is the best rồi. Đối lập với vẻ đẹp thuộc dạng soái ca Nhật Bản thì chủng loài gốc của Rat lại có vẻ ngoài nếu không muốn coi là xấu. Tôi nghĩ với nhan sắc đó thì không thể nào làm hội chị em chết mệt được. Đó chính là loài yêu tinh lùn. Chúng là một dạng quái vật có sức mạnh khá yếu so với những quái vật thuộc dạng tay to mặt lớn ở trong mê cung Elro. À, video trước tôi đã làm. Đến đây thì các ông phải nhớ. Mặt tiền đã không đẹp thì ít nhất cũng phải còn cái mạnh mẽ và để nam tính các ông ạ. Nếu không chỉ có nước FA cả đời thôi. Yêu tinh lùn có vẻ ngoài khá vô hại, di chuyển bằng hai chân, làm việc và sinh hoạt bằng tay khá giống người.
Chúng sống thành cộng đồng với nhau tại một ngôi làng ở góc của dãy núi Mystic, ngăn cách giữa đế quốc Resan và vương quốc quỷ. Để cho anh em hiểu rõ hơn về loài quái vật này, sau đây tôi sẽ nói về các đặc tính của chúng. Một số đặc tính của yêu tinh lùn có thể kể đến như là lớn rất nhanh. Theo Rat nhận xét thì yêu tinh lùn 1 tuổi có thể lớn bằng một đứa trẻ mẫu giáo ở thế giới loài người. Nhưng đó là ngoại hình. Nếu xét về trí tuệ và những thứ bên trong thì cũng xem với đứa bé 1 tuổi. Trong chuyện có đề cập, yêu tinh lùn là một loài có trí tuệ không cao. Nhưng theo cá nhân tôi thì nó chỉ không cao nếu đem chúng so sánh với con người mà thôi. Còn khi so sánh với quái vật, cá nhân tôi thấy chúng khá thông minh từ một số điểm như sống thành cộng đồng, biết sử dụng công cụ, biết tận dụng người tài, biết sử dụng công cụ chiến đấu lẫn sản xuất. Và hơn thế nữa, chúng còn biết dùng chiến thuật để chiến đấu và chúng biết rõ cách săn bắn thế nào là hiệu quả. Ừ thì chẳng qua là chúng giống mấy ông suốt ngày anh bận lắm không có thời gian thôi, chứ đầu óc cũng không phải thuộc dạng ngu si chậm phát triển. So với hàng tá các con quái vật đần độn bị bé nhện của chúng ta đặt bẫy trong mê cung, thì tôi thấy yêu tinh lùn còn thông minh chán. Đặc điểm thứ hai của yêu tinh lùn là có tuổi thọ rất ngắn, đã thế còn chết già rất nhanh. Đến đây thì tôi nghĩ cần bổ sung thêm một cái nữa là chúng xui xẻo vơ cơ lơ các ông ạ. Vì anh em thấy đấy, đã sống ít lại còn chết nhanh nữa. Nghe có chán không cơ chứ? Thôi không liên thuyên nữa, không tôi lại dài dòng ra. Trung bình mỗi con yêu tinh lùn có tuổi thọ là 10 năm tính theo đơn vị 1 năm hơn 400 ngày. Ở thế giới chuyển sinh, cũng có một số trường hợp đặc biệt là sống đến 13 năm. Để chống lại điều đó, chúng buộc phải tiến hóa để tăng tuổi thọ. Khi yêu tinh lùn tăng lên level 10, chúng sẽ có 3 lựa chọn để tiến hóa. Thứ nhất là lính yêu tinh lùn, thứ hai là cung yêu tinh lùn và thứ ba là thầy bùa yêu tinh lùn. Mỗi loại sẽ có một sức mạnh riêng, như loại lính thiên về sức mạnh cận chiến, đơn giản và đây cũng là dạng mà được hầu hết yêu tinh lùn lựa chọn. Loại cung thì có tốc độ cao, bàn tay khéo léo tập trung nhiều về hỗ trợ. Vì thiên khá nhiều về hỗ trợ nên chúng không thể chịu nổi việc săn bắn. Còn hướng thầy bùa thì như tên gọi sẽ thiên về sử dụng skill. Dạng này thì cũng ít ai chọn vì trong tộc yêu tinh lùn ít có ai thiên phú về nhánh này. Khi lên cấp này, tuổi thọ của yêu tinh sẽ ngang bằng với con người. Nhưng vì trong môi trường khắc nghiệt nên thường chết trước khi hết tuổi. Theo Rat mô tả thì môi trường xung quanh ngôi làng của cậu ta toàn những quái vật mạnh. Mỗi lần đi săn thì chỉ một nửa người đi săn trở về. Tuy tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng được cái khả năng sinh sản của loài này lại tỷ lệ thuận với tỷ lệ tử vong. Yêu tinh lùn thụ thai và sinh sản ngắn hơn con người rất nhiều. Tính riêng gia đình của Rat thôi đã có tận 15 thành viên rồi. Khái quát đến đây chắc là đủ rồi. Tiếp tục tôi xin review về phần nhân cách. Khi còn chưa chuyển hộ khẩu sang thế giới chuyển sinh, Rat là một nam sinh trung học tốt bụng trong ngoặc kép. Tôi xin nhắc lại là tốt bụng trong ngoặc kép nha, bởi Rat sẵn sàng bảo vệ những thứ cậu ta cho là đúng bằng những nắm đấm. Kiểu như cậu ta cho rằng một con chó là con mèo mà anh em còn cãi cố nó là con mèo, thì cậu ta sẵn sàng thơm nhẹ vào mặt bạn một cú đấm đầy yêu thương đấy. Ngoài ra, cậu ta cũng rất giỏi đánh nhau, mặc dù chưa học qua bất kỳ môn nào. Rat còn tự thừa nhận bản thân như là một thiên tài chiến đấu khi đã bất bại vô số trận ở sơ trung và cao trung. Thế nhưng cậu ta cũng không chối cãi việc bản thân không thể thắng nổi một người học võ chính thống. Đây là lý do mà tiêu đề tôi nói, Rat là thanh niên tính nóng mà võ công lại cao đấy. Cũng vì vậy mà cậu ta được các bạn học cấp 2, đặc biệt danh là tiểu quỷ do cái tính bạo lực và vóc dáng nhỏ bé vốn có. Tuy nhiên, Rat cũng có lòng chính nghĩa khi đã đánh đuổi những kẻ bắt nạt, nhưng cuối cùng cậu phải đón nhận cái kết bị tẩy chay do sự trách móc của người lớn và không có bạn bè bên cạnh đến tận khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Cậu chuyển đến trường trung học Heishin và phải cố chịu đựng việc tận mắt chứng kiến một số vụ bắt nạt nhỏ của Wakaba và Neishi, chỉ để không phạm lại sai lầm cũ. À mà xin phép anh em, dừng lại chút xíu nhé, tôi xin được bổ sung thêm cái này. Trong web novel đến tận hơn 200 chapter thì nhân vật này mới xuất hiện, còn trong anime, lần đầu xuất hiện của Rat là trong cuộc họp hội đồng quỷ đầu tiên, nơi cậu hiện diện với tư cách là chỉ huy của quân đoàn quỷ thứ 8. Cậu là người nghiêm khắc và ít nói, hầu như chỉ quan sát quá trình tố tụng và xác nhận mệnh lệnh của mình từ Ariel. Cậu có phần bất thường trong số các chỉ huy, cùng với Merazophis, Shiro và Kuro. Dòng thời gian bộ truyện này hơi hách não nên trong tương lai tôi hứa sẽ có một video giải thích sự rắc rối này. Anh em ráng chờ nhá. Giờ thì quay lại bàn về các phần tiếp theo của Rat thôi nào. Tiếp tục sẽ là phần kỹ năng của Rat. Đầu tiên là kỹ năng đã tạo nên thương hiệu của thanh niên tính nóng và võ công lại cao, đó là chế tạo vũ khí. Đây là kỹ năng độc nhất của Rat. Nó cho phép Rat chế tạo vũ khí từ hư không bằng cách sử dụng MP của bản thân. Chất lượng vũ khí phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng của anh ta và lượng MP tiêu thụ. Ngoài ra, cậu ta chỉ có thể chế tạo các vật phẩm dùng làm vũ khí, nhưng cũng có chút mâu thuẫn chỗ này nha anh em. Vì trong bộ truyện có một phân cảnh cậu ta chế tạo ra cây cuốc xẻng. Hình như trong thế giới này, khái niệm vũ khí có hơi lạ. Sau này skill chế tạo vũ khí được tiến hóa thành chế tạo vũ khí thần kỳ. Kế tiếp là phiên bản tiến hóa của skill chế tạo vũ khí là chế tạo vũ khí thần kỳ. Nó cho phép Rat tạo ra hiệu ứng đặc biệt cho các vũ khí do anh ta chế tạo, biến chúng thành vũ khí ma thuật một cách hiệu quả bằng cách lựa chọn một trong năm hiệu ứng để đặt vào chúng. Hiệu ứng đầu tiên là Thánh vệ, nó giúp tăng khả năng phòng thủ cho người sử dụng. Khả năng thứ hai là tăng sức mạnh thuộc tính, như cái tên của nó, khả năng này giúp người sử dụng gia tăng sát thương của những đòn tấn công thuộc tính. Hiệu ứng này cũng sẽ tiêu hao MP của người sử dụng. Khả năng thứ ba là giúp người sử dụng tự động nhận được hiệu ứng hồi HP và MP. Khả năng thứ tư là gây thêm hiệu ứng đặc biệt lên đòn đánh.
Và cuối cùng, khả năng thứ 5 là tự sửa chữa chính bản thân nó. Sau này khi skill lên cấp cao, Rat có thể dồn cả năng hiệu ứng vào một món vũ khí. Tiếp đến là một skill mà chỉ mình cậu ta có, đó là đặt tên. Kỹ năng này cho phép cậu ta đặt tên cho một đối tượng hoặc cá nhân, nâng cao giá trị trạng thái của mục tiêu. Cậu thường sử dụng skill này để đặt tên cho các món vũ khí mà cậu chế tạo, từ đó tăng chỉ số cho chúng. Cậu cũng có thử sử dụng skill này lên giống loài yêu tinh lùn của cậu, nhưng với họ cái tên rất quan trọng. Trong một lần khi cậu phát hiện ra anh của cậu cấu kết với nhân loại để xâm lược làng của yêu tinh lùn, cậu đã bật phẫn nộ chủ và đổ sát tất cả. Sau đó cậu tiến hóa thành loài trắng tinh, đổi tên và vứt bỏ quá khứ cũng như giống loài yêu tinh. Một kỹ năng khác được gọi là kiếm thần. Kiếm thần tức thái cực của kiếm, hiệu chỉnh tối đa được áp dụng cho các chuyển động khi sử dụng kiếm. Tiếp theo là một skill vô cùng lợi hại được nhắc đến với cái tên ma pháp không gian. Rat sử dụng ma pháp không gian của mình để lưu trữ nhiều thanh kiếm của mình trong một không gian bỏ túi. Cậu đã cho thấy rằng chính cậu có khả năng tung ra một loạt các thanh kiếm cho kẻ thù. Cuối cùng thì phải nói đến phẫn nộ cấp chủ, được mở khóa sau khi cậu nổi khùng lên vì tức giận sau nhiều năm phải chịu đựng dưới thời Burimus. Khi hoạt động, nó tăng chỉ số cơ bản của cậu lên gấp 10 lần, nhưng cũng khiến cậu nổi cơn thịnh nộ mù quáng và tấn công tất cả mọi người trong tầm nhìn, trong khi chỉ duy trì một ý thức mơ hồ. Phải mất một thời gian dài thì cậu mới lấy lại được bình tĩnh với sự giúp đỡ của Shiraori, Ariel và Sophia. Trong thời gian hiệu ứng của kỹ năng phẫn nộ, Rat sẽ biến thành một con quái vật hùng hãn dữ dội, từ bỏ lẽ thường và khả năng kiểm soát hành động của mình. Rat mô tả nó như trở thành một người ngoài cuộc trong cơ thể của chính mình. Tuy nhiên, về mặt lợi ích, phẫn nộ cấp chủ giúp nâng chỉ số và khả năng của người dùng lên giá trị cao nhất tuyệt đối mà hệ thống cho phép. Khi có phẫn nộ cấp chủ, Rat có chỉ số vượt qua cả Ariel, một người mà được cho là mạnh nhất hệ thống trước khi Rat xuất hiện. Nói đúng hơn thì cậu là người có chỉ số cao nhất hệ thống. Nhưng mà anh em đừng suy nghĩ là Rat có thể đánh bại Ma Vương nhé. Bởi chỉ số của cậu đúng là cao hơn thật, nhưng chỉ cao hơn một chút thôi. Và Ma Vương thì có rất nhiều skill, còn Rat thì lại khá ít skill. Tuy kỹ năng này rất bá nhưng Rat luôn cố gắng hết sức để có thể không sử dụng kỹ năng này, vì cậu không thể lấy lại quyền kiểm soát nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài. Tôi xin kết thúc video về thanh niên tính nóng mà võ công lại quá cao lại ở đây. Anh em muốn video kế tôi làm về nhân vật nào, và anh em có thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới nhé. Tôi sẽ tổng hợp lại mà làm một video trả lời toàn bộ cho anh em. Mãi yêu anh em, thân ái và bóp đít. Bye.